Thưa quý vị, một không gian sống hiện đại không chỉ được định nghĩa rằng là ngôi nhà đó có được thiết kế đẹp hay không, mà nó còn bao gồm cả không gian bếp được gia chủ chăm chút đến từng tí một, như là những chiếc nồi chiên không dầu, lò vi sóng, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do trong thời gian vừa qua, những chiếc nồi lẩu điện đã được nhiều gia đình ưu ái sử dụng. Và ngay bên cạnh Ngọc Thủy đây chính là chiếc nồi lẩu điện đến từ nhà Cô X với mã sản phẩm đó là CH2116. Chiếc nồi lẩu này có gì đặc biệt? Hãy cùng Ngọc Thủy tìm hiểu ngay sau đây nha! Điểm ấn tượng đầu tiên mà Ngọc Thủy thấy được ở chiếc nồi này đó chính là phần thiết kế và màu sắc có phần khác biệt so với những chiếc nồi khác ở trên thị trường. Nồi lẩu điện đa chức năng Cô X CH2116 được thiết kế với màu xanh ngọc bắt mắt, hiện đại. Hai bên được thiết kế tay cầm tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến vị trí mong muốn. Nắp nồi được làm từ kính cường lực trong suốt, vừa chịu va đập tốt lại vừa dễ dàng quan sát thức ăn bên trong nồi. Đặc biệt, sản phẩm có thân nồi được thiết kế bằng thép 4 lớp là lớp phủ chống dính, lớp thép không rỉ SUS430, lớp cách nhiệt và lớp ngoài chống nóng có tác dụng chống nóng và chịu được nhiệt độ cao. Và đặc biệt là với dung tích lên tới 5 lít thì chiếc nồi này sẽ rất phù hợp cho những gia đình có từ 6 đến 8 người. Và ở đây thì như chúng ta có thể thấy là sẽ có một cái núm điều khiển ở ngay phần mặt trước của nồi như thế này. Và chiếc núm này hay ở chỗ là nó sẽ có hai mức công suất cho chúng ta ha. Ở đây á, mức công suất cao thì chúng ta có thể phù hợp với những cái món nấu, chiên rán. Còn ở mức công suất thấp thì tất nhiên là cái lượng nhiệt nó tỏa ra sẽ ít hơn và rất là phù hợp khi mà chúng ta hầm hoặc là luộc đó ạ. Lẩu điện Cô X CH2116 có một mâm nhiệt lớn giúp truyền nhiệt nhanh và đều 360 độ, cùng công suất cao 1000W, giúp nấu chín thức ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nấu nướng hơn cho các chị em nội trợ. Giới thiệu đến đây thôi thì Ngọc Thủy đã muốn nấu ngay một món gì đó. Vâng ạ, và tất nhiên rồi, để thử chiếc nồi lẩu này thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm món lẩu hải sản nha. Và ở đây thì Ngọc Thủy đã chuẩn bị nước dùng rồi, và việc của chúng ta đó là bỏ tất cả những nguyên liệu này vào thôi. Trời ơi, quý vị thấy không, vừa mới cho nước lẩu vào thôi mà bây giờ nó đã khói lên rất là nhiều và sôi rồi đó. Ở trên bàn thì Ngọc Thủy đang có rất là nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Đó là tôm nè, mực nè, bò viên, thịt bò và cả nghêu nữa. Bây giờ mình sẽ cho từng cái vào ha. Đó, cứ nghĩ là thời tiết se lạnh như thế này mà mình có được một cái nồi lẩu thật ngon xong ngồi cạnh bạn bè, gia đình thì quả là không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đối với món lẩu hải sản thì chúng ta không thể nào mà thiếu những loại hải sản tươi ngon như thế này. Vâng ạ, vậy là chỉ cần đợi khoảng vài phút nữa thôi, khi mà tất cả mọi thứ đã sôi và chín rồi thì chúng ta có thể thưởng thức được rồi đó ạ. Wow, thơm quá, lúc này thì mùi thơm đã ngập tràn khắp căn phòng rồi. Mình sẽ thử nha. Quả là rất là ngon và đậm đà. Đây chính là một chiếc nồi đa năng mà chúng ta có thể chế biến nhiều món khác nhau mà không cần phải quá lo lắng về thời gian hay là công suất mà mình chuẩn bị cả. Và Ngọc Thủy nghĩ rằng đây là một trong những lựa chọn mà các bạn nên đặt lên hàng đầu đó ạ. Không biết là quý vị có giống như Ngọc Thủy không, nhưng mà mỗi lần á, mình nấu ăn á, mà thực phẩm mà dính vào đáy nồi là mình rất là khó chịu luôn. Nhưng mà đối với lại chiếc nồi lẩu điện này thì quý vị hoàn toàn yên tâm nha. Vì lòng nồi được phủ lớp chống dính bằng thép không rỉ SUS430 và trên bề mặt được phủ lớp sơn chống dính Teflon có tác dụng giảm khói dầu ăn. Với những ưu điểm như vậy thì nồi không chỉ giúp thực phẩm không bị dính vào đáy nồi và trong quá trình nấu ăn mà còn giúp dễ dàng vệ sinh hơn sau mỗi lần sử dụng.
Chỉ với một chiếc nồi lẩu thôi nhưng mà chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức nấu ăn. Nó không chỉ giúp chúng ta là nấu lẩu một cách nhanh chóng đâu, mà còn hỗ trợ các chị em phụ nữ trong những công việc bếp núc như là chiên, hầm, xào, nấu nướng, đúng không ạ? Và cũng chỉ với một sản phẩm bé bé xinh xinh như thế này thôi đã giúp gia đình chúng ta loại bỏ các thiết bị cồng kềnh khác như bếp từ, bếp ga mini. Vâng ạ, vệ sinh đồ gia dụng thì dường như là một điều mà khiến cho rất nhiều chị em cảm thấy ngần ngại. Nhưng mà riêng đối với chiếc nồi này thì chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu. Bởi vì nha, lòng nồi thì đã được phủ một lớp chống dính. Và khi mà chúng ta cần rửa thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái khăn để có thể lau qua là được rồi. Và với phần ngoài của chiếc nồi thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc khăn sạch để lau qua như thế này thôi. Là sản phẩm đã trở về với vị trí y như mới rồi. Hiện sản phẩm đang được bán tại MediaMart với giá 890.000 đồng, tiết kiệm đến 44% so với mức giá niêm yết là 1.590.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho các đơn hàng gia dụng từ 3 đến 16 triệu đồng. Thật sự là nếu có thể chấm điểm cho sản phẩm này thì Ngọc Thụy sẽ không ngần ngại mà cho nó 10 điểm đâu. Và nếu quý vị cũng muốn có những trải nghiệm tốt như Ngọc Thụy thì hãy đến với siêu thị điện máy MediaMart để có thể trải nghiệm nha. Và nếu như quý vị còn bất cứ thắc mắc nào hay là cần tư vấn thêm về sản phẩm thì vui lòng truy cập qua website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc liên hệ qua số hotline 1900 6788 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!